Dạ rồi em chào anh trai nha. Dạ. Dạ vâng, thì hôm nay anh về đây nhờ đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải giúp đỡ vụ việc gì? Dạ, em nhờ đội hiệp sĩ nãy vô với vụ việc tìm vợ em về nhà. Tìm vợ đúng không ạ? Dạ, tìm vợ. Dạ anh trai tên là gì? Dạ, em tên là Trần Minh Trang. Anh đến từ đâu ha? Dạ, em ở địa chỉ 294 ấp Cầu Xây, xã Long Trạch, huyện Cần Đước, tỉnh Long An. Ở Long An ha. Dạ. À, vợ mình tên là gì? Vợ em tên là Dương Thị Phương Trâm. Rồi thì anh mời anh chia sẻ chi tiết sự việc mà vợ anh bỏ đi như thế nào cho tất cả quý cô chú anh chị cộng đồng mạng cùng được biết. Mời anh. Dạ, vợ chồng em cũng có cãi nhau một hai sự việc trong cuộc sống. Rồi em cũng không nói vợ em gì. Xong mà vợ em cũng không có nói trả lời em gì hết. Nhưng mà mặt thì là giận em khoảng 2 ngày. Xong tới bữa đó em mới biết, em đi về mới thấy, em đi ra ngoài xong em về mới thấy là vợ em đã lấy chiếc xe của mẹ em đi, biển số là 60B937087. Vợ anh bỏ đi từ ngày nào? Vợ em bỏ đi từ khoảng 5:30 ngày 3 tháng 3 năm 2023. Tức là 5 ngày trước đúng không ạ? Dạ Hôm nay là mùng 8. dạ Thì trước cái lúc bỏ đi thì cuộc sống gia đình nhà mình giữa anh và vợ anh có được hạnh phúc không? Có hòa thuận không? dạ có gia đình em với vợ rất hòa thuận, không có xích mích nhau gì hết. Anh với vợ có gây nhau không? Dạ không, em với vợ không ghen nhau. Vợ anh ở cùng với anh hay ở cùng với gia đình nhà mình? Dạ, và vợ của em là ở chung với em, ở với gia đình của em. Là ở chung luôn với gia đình nhà chồng hết Dạ, ha, chung bố gia đình. mẹ chồng luôn Dạ, ha. bố mẹ chồng và em. Rồi có bao giờ mà vợ với lại mẹ chồng cũng như là gia đình nhà chồng gây nhau chuyện gì không? Dạ không, mẹ Không mẹ ha. chồng với vợ của em không hề cãi nhau hay là gây gổ gì hết. Tức là cuộc sống gia đình nhà mình giữa vợ và gia đình nhà chồng cũng như là hai vợ chồng rất hòa thuận, Dạ. rất hạnh phúc. Dạ. Không có một cái chuyện gì, không có một cái lý do gì để cho mà vợ đi đúng không? Dạ. Chỉ có là vợ em giận em cái thôi. Giận chuyện gì ạ? Dạ, giận cái chuyện lấy chiếc xe đi, xong em mới gọi em nói sao em đi từ trưa giờ mà em nói em đi mua đồ mà sao em không về, anh sợ em đi xe cộ ngoài đường. Lấy xe của ai đi ạ? Tức là vợ lấy xe của ai đi? Lấy xe của anh hay là của ai? Dạ, lấy xe của mẹ ruột em. À, tức là vợ lấy xe của mẹ chồng đi đúng Dạ, tại không? vì chiếc xe của em là xe công tay, còn xe của mẹ em là xe bình thường. Rồi, là vợ đi đấy là đi đâu? Dạ, đó là vợ em nói với em là đi mua đồ, Mua đồ. là có mua sữa, có mua cháo, với mua một hai bộ đồ cho con, mà đi từ trưa tới chiều luôn mới về. Đi từ trưa tới chiều. Dạ, Rồi anh thấy nóng ruột quá hay sao giờ anh gọi? em thấy nóng ruột quá, gần tới chiều em mới gọi hỏi em đi đâu mà sao em không về nhà. Rồi vợ mới trả lời là em đi mua đồ. Xong vợ em cúp máy. Xong khoảng em lúc đó em điện xong là khoảng nửa tiếng đó là vợ em đi về nhà, là có đem đồ về thiệt. Thì theo như anh thì vợ anh đi mua đồ thì anh nói như vậy thì bản thân anh cảm nhận thì có đúng không? Ý là anh cảm thấy mà anh vợ anh giận anh chuyện đấy thì anh có thấy thấy đúng không? Em nghĩ là vợ em chỉ thấy cũng không đúng, tại vì em chỉ lo cho vợ em ra ngoài xe cộ, tại vì vợ em chạy xe yếu lắm và cũng có hay bị té lắm, nên em lo là ra ngoài xe cộ không mà chạy tùm lum, mà trong khi Rồi đó hỏi thì chỉ nói là đi mua đồ thôi. nhưng mà có cầm đồ về mà đúng không? Dạ Có có, đúng 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 là không? có cầm đồ về. Nhưng mà theo anh nghĩ rằng là vợ anh đi mua đồ hay là vợ anh đi chơi? Em nghĩ là đi chơi xong rồi mới mới về ghé mua đồ, tại vì cái đó từ mà nhà em đi ra chỗ mua đồ không khi nào mà đi từ trưa tới chiều được, À tầm vậy. khoảng nửa tiếng là về tới nhà liền, tại vì cái chỗ đó em hay mua đồ, xong hôm nay em không có đi mua nên vợ em đi mua thôi. Hai vợ chồng nhà mình có đăng ký kết hôn chưa? Dạ có, hai vợ chồng em có đăng ký kết hôn. Rồi, hai vợ chồng được mấy người con rồi? Hai vợ chồng em có một người con, con gái tên. Con gái nhiều tuổi rồi ha, anh ha. Dạ, con gái em là hôm nay 2 tuổi mấy. 2 tuổi mấy. Vậy là từ ngày mà vợ đi đến giờ thì con gái là ai chăm? Dạ, từ ngày vợ em bỏ đi tới giờ là con gái là nhờ bên ngoại chăm, bà ngoại chăm giùm.
Bé ở nhà chắc khóc nhiều ha, không có Dạ, hơi bé mẹ. nhà lúc nào cũng đòi chỉ ra kiếm mẹ. Tội, rất là tội đúng không ạ? Thì anh đã đi kiếm vợ những đâu rồi? À, em đi kiếm vợ em những chỗ mà vợ chồng em hay đi. À, em có đi kiếm nhưng mà không thấy. Không thấy đúng không? Dạ. Rồi anh có liên lạc được với vợ anh không? Dạ không, em mới bữa đầu tiên bỏ đi á thì em điện á thì vẫn bắt không có bắt máy. Xong rồi em nhắn tin á thì có trả lời. Trả lời nội dung tin nhắn như thế nào? Trả lời nội dung tin nhắn là nếu mà mình sống không hạnh phúc á thì ly hôn với nhau. Tức là vợ anh trả Dạ. lời với anh đúng không Dạ, ạ? nếu mà hai vợ chồng mình sống không hạnh phúc thì ly hôn với nhau. Rồi anh có nhắn lại cho vợ anh không? Dạ em nhắn lại không được. Nhắn lại ở bên kia không có nhận. Không có nhận. Nhưng mà Dạ. khi mà bản thân anh nhận được cái tin nhắn của vợ anh với cái nội dung như vậy Dạ. thì bản thân anh như thế nào? Dạ, bản thân em rất là buồn. Tại vì cái chuyện em trách vợ em lấy xe đi mua đồ lâu quá, không về nhà phụ em làm công chuyện nhà, thì nó đâu có gì mà đến nỗi mà Nhưng đi. anh theo anh có chắc nghĩ chỉ vì lý do đấy không hay là vì lý do khác? Em nghĩ là vợ em nóng tính á, cái nên thốt ra lời như vậy thôi. Chứ vợ em thương em lắm. Vợ anh rất là thương anh đúng không ạ? Dạ. Nhưng mà theo em nghĩ thì còn một cái lý do gì khác mà anh đang giấu ở đây không? Dạ không. Anh có đánh vợ không? Dạ không, em không, từ ngày kết hôn tới giờ là em không bao giờ Tại vì đánh lên vợ đây em. có rất nhiều anh chồng, rất nhiều người chồng Dạ. đi tìm vợ, toàn nói tốt về bản thân mình và nói những điều không hay về vợ, giấu, gọi là giấu. Dạ nếu Nên mà mà từ từ để em nói đã. dạ. Nên mà khi người vợ về thì người vợ rất là bức xúc. Nên em mong rằng anh lên đây anh phải chia sẻ thật sự. Vừa rồi thì có một chú Dạ. tuổi cũng ngoài 50, quê ở Hậu Giang và vợ thì ở Sóc Trăng. Dạ. Hai vợ chồng cũng giận nhau và vợ về nhà bà ngoại. Thì người chồng lên đây nhờ được sĩ Nguyễn Thanh Hải giúp đỡ, đó là tìm vợ. Dạ. Và người chồng đấy đã bịa đặt dựng chuyện, nói là vợ đi theo trai, nói là vợ đi theo nhân tình, Dạ. vu khống cho vợ. Nhưng khi mà chị vợ chị xem được cái clip thì chị quay về và chị có lên đây thì người chồng cũng đã nhận lỗi rằng đó là người chồng đánh lừa, vu Dạ. khống cho vợ và cũng đã xin lỗi cộng đồng mạng cũng như xin lỗi anh em trong đội sĩ Nguyễn Thanh Hải. Nên em mong rằng anh khi mà anh chia sẻ thì em mong rằng anh phải thật thà anh chia sẻ để cho không riêng đội sĩ Nguyễn Thanh Hải mà tất cả quý cô chú anh chị trên mạng Dạ. để giúp đỡ anh nha. Dạ, em thiệt, em chia sẻ thiệt lòng thiệt. Bản thân bây giờ em hỏi bản thân anh lại một lần nữa, anh có đánh vợ anh không? Dạ không, Anh có em từ ngày kết hôn tới giờ em không hề đánh vợ em một bạt tay nào hết. anh kết hôn được bao nhiêu năm rồi? Em kết hôn hồi năm 2020. Tức là mới đây ha, Dạ. được hơn 2 năm. Dạ. Hơn 2 năm, nói chung năm 23 thì tính là 3 năm nhưng mà chưa hết năm 2023. Dạ. Trong quá trình kết hôn cho đến thời điểm hiện tại vợ anh bỏ đi thì anh có la dày chửi vợ anh không? Dạ không, em Có xúc về phạm không? em không xúc phạm nha Không em xúc không phạm la hả? rầy nhưng em chỉ điện thoại em nói. Chỉ có một vụ, một lần đấy duy nhất. dạ Chắc không? dạ Nếu mà chỉ một lần đấy mà vợ anh buông ra cái lời đấy thì thật sự thì anh rất là buồn ha. dạ tại vì em không hiểu lý do tại sao lại như vậy nữa. Em không nghĩ là vợ em lại lấy xe bỏ đi mà trong khi đó em không biết là cái gì luôn. Vợ anh ở nhà có xài điện thoại thông minh không? Điện Dạ thoại cảm ứng không? có xài cái điện thoại cảm ứng. Có thường xuyên lên các trang mạng xã hội không? Dạ có, em thấy có lên Facebook, Zalo rồi nhưng mà lên công việc gì thì em không biết. Có thường xuyên bấm điện thoại không? Dạ có, Thường xuyên bấm điện thoại. thường xuyên tắm Có điện gọi thoại vào điện một nhắn buổi tin tối. cho ai không? Nhắn tin thì hổm em thấy là có nhắn tin gì cha mẹ gọi điện đang cho thấy mặt con của em thì À, đó là bên ngoài đúng không? dạ bên Cái điều ngoài đó đó là bình ngày nào cũng thường. có gọi về bên vợ em. Còn mà nhắn tin hay là công việc khác á, thì em không biết được Tức tại là vì em các mối quan hệ của vợ anh, bạn bè, anh có nắm bắt được không? dạ không tại vì em thì cũng nhà nuôi ông bà nội không à. Vợ anh năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Dạ vợ em năm nay 21 tuổi. 21 tuổi ha, tuổi Dạ đời còn rất là nhỏ. dạ
Trước giờ vợ anh có bao giờ mà than phiền với anh điều gì về kinh tế tiền bạc không? Dạ có, vợ em là cũng tính để con khoảng 3 tuổi hơn cho biết nói đi rồi cứng cáng ăn uống rồi ấy thì sẽ gửi nhà trẻ đi làm. Bản thân anh là một mình anh đi làm để mà chăm lo cho vợ con đúng không? Em thì em ở nhà em nuôi vậy thôi á, em Anh có nuôi đi làm công việc gì để kiếm tiền không? không, em ở nhà em nuôi ông bà nội và em phụ cha mẹ ruột của em làm rau ở nhà, và ba mẹ và các cô có giúp đỡ em để tiền dụ tiền để mà em sinh sống. À, tức là mình ở nhà để nhà mình kinh doanh về rau Dạ rau rau cải mình ăn mỗi ngày á. hả? À, mình trồng rau Dạ trồng rau. xong bắt đầu là mình thu hoạch để mình bán cho các tiệm rau đúng không ạ? Dạ. Thì cái mức độ về cái chi tiêu trong cuộc sống đó, công việc của mình trồng rau có đủ để mà trang trải không? Dạ đủ. Nếu Đủ ha. mà công việc chồng mà đủ sinh sống không thiếu thốn. Không thiếu thốn, gọi là Dạ về là đủ ăn. mặt kinh tế là quá ổn rồi đúng không ạ? Dạ. Quá ổn để lo cho vợ cho Không con mà anh. không dư nhiều. Không chỉ cũng chút đỉnh thôi để mình đủ sống sinh sống cho trong gia đình thôi. Và khi mà vợ anh đi thì vợ anh đem theo phương tiện tài sản gì không? Dạ lúc vợ em đi á là có mang 6 hoặc 7 bộ đồ gì đó Sáu bảy bộ bỏ đồ. trong một cái ba lô đen, với lấy thêm một chiếc xe phiêu, Xe gì? xe phiêu chờ neo Trung Quốc màu đỏ đen Biển số bao nhiêu? biển số 60B937087. Có đem theo tài sản tiền bạc gì không? Dạ có mang theo tiền với vàng, Trị giá bao nhiêu ạ? tại vì cái đó bỏ trong túi em đâu có nắm bắt được anh. Tức là số tiền, số vàng đấy là của vợ đúng không? Là vàng cưới em. À, vàng cưới. Dạ, còn số tiền hiện tại đang bỏ trong túi thì em đâu có nắm bắt được. Còn vàng cưới thì anh có biết mang theo bao nhiêu không? Vàng cưới thì với vàng của vợ em á, vàng cưới á, thì có dây chuyền, bông, lắc, nhẫn cưới. Còn vàng của vợ em á có một cọng dây chuyền, một cái vòng đeo tay, ba chiếc nhẫn khoảng 5 phân một chỉ. Tổng cộng là có lên tới một cây không? Chắc nếu mà hết hết số vàng mà thêm nghĩ mà đem đi á là chắc được. Được một cây đúng không? Dạ. Và hiện tại thì đi ngày mùng 3 đúng không ạ? Dạ mùng 3 tháng 3 năm 2023. Cho tới thời điểm hiện tại bây giờ thì chỉ nhận được một tin nhắn duy nhất thôi đúng Dạ. không? Tin nhắn nó với nội dung là vợ anh đã chán anh rồi đúng không Dạ, ạ? Và nói vợ với mình sống không hạnh phúc nữa thì đường ai nấy đi. đường ai nấy đi. Theo anh cảm nhận thì những ngày qua thì từ lúc cưới cho tới hiện tại thì mình có hai vợ chồng có cảm thấy hạnh phúc không? Dạ có, em cảm thấy hạnh phúc nhưng mà cái sự việc lần này đi á thì em không hiểu lý do tại sao. Anh có thấy cái điều gì bất thường ở đây không? Anh có nghi ngờ điều gì không? Dạ chắc thì em nghĩ là chắc đi xin việc làm á. Đi xin việc làm ở đâu chứ, tại vì lúc trước vợ em có nói là để xong khoảng con 3 tuổi hơn á gửi đi nhà trẻ rồi xong sẽ xin việc làm để làm kiếm tiền. Nếu mà xin việc làm thì vợ anh muốn đi làm thì chắc chắn rằng vợ anh sẽ thông qua anh và sẽ chia sẻ để cho anh biết để mà vợ anh đi làm. Dạ nhưng mà cái lần này bảo đi là không hề nói với em là đi làm ở đâu hết, Thì đó mới là không nói trước. cái điều mà đang nói ra ở đây. Dạ Là anh thấy cái điều bất ngờ chưa? thì em bất ngờ quá trời, nói trời sao tưởng đi không có nói em tiếng nào, thì nó em cứ đi làm đâu em nói cho anh biết thì anh cho em đi làm chứ anh đâu có bắt em ở nhà đâu. Rồi cái vụ việc mà vợ anh bỏ đi thì nhà ngoại có biết không? Nhà Dạ bên có, vợ. nhà bên vợ có biết, em có báo cho ngoại. Dạ ở ngoại cũng không ai biết là đi đâu, dạ cũng không nói là con đi làm đâu đâu hết. Là nhà vợ mình quê ở đâu? Dạ quê gần cái chỗ địa chỉ em đọc á, hai vợ chồng nhà gần nhau. À, là cũng ở Long An. Dạ gần nhau. Tức là gia đình bên vợ cũng đã biết rồi đúng không ạ? Dạ Và biết cũng rồi. có đi tìm rồi đúng không ạ? Dạ thì tìm Nhưng những nơi thân cận mà hai lưu tới thôi. gọi là vẫn không có một tin tức gì bịt vô âm tín về vợ của anh. Dạ không có tin tức. Và hôm nay thì anh từ Long An, anh về Bình Dương để mà nhờ đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải giúp đỡ vụ việc đó là tìm vợ. Dạ Thì sẵn đây thì anh em hiệp sĩ đang ghi hình anh. dạ
thì anh có lời gì anh muốn nói với vợ từ tận đáy lòng của mình để cho vợ nghe, vợ thấu hiểu và vợ sớm quay về để mà cùng với anh chăm con thơ. Anh nói đi, gọi tên vợ anh ra. Dạ, em cầu mong vợ em Nói với tên. vợ, nói với vợ. Dạ, cầu mong với vợ em á. Thì nói gọi tên vợ ra, nói với vợ đi. Dạ, là hãy mau quay trở về đây để lo chăm sóc con em, phụ em. Bây giờ như thế này này, anh sẽ là người trực tiếp anh nói với vợ anh gọi tên vợ anh ra. Anh nói với vợ á, gọi như anh nhắn nhủ. Anh nhờ cái video này để mà anh nhắn nhủ với vợ, anh có tâm sự, anh có cái lòng của anh như thế nào. Anh nhắn nhủ đi, anh nói với vợ đi. Dạ, em nói với vợ là anh thương vợ rất là nhiều. Anh mong vợ mà có xem được video này á thì hãy trở về nhà để có chuyện gì thì vợ chồng mình có thể nói ra là em sẽ giải quyết cho, chứ không có gì mà để buồn em mà bỏ đi như vậy. Cứ nói thật ra cho em nghe, em sẽ giải quyết cho, muốn đi làm hay là muốn sao thì em sẽ giải quyết hết. Em sẽ đồng ý cho bản thân của vợ em là đang cái cảm xúc của vợ em trong lòng á có như thế nào á, cứ nói ra cho em nghe đặng em mới hiểu được, chứ bây giờ vợ em không nói như vậy á thì em không hiểu được, em không hiểu là lý do tại sao nữa. Là vợ nhà mình tên gì một lần nữa, nói to lên cho quý Dạ, cô chú anh chị nghe. vợ em tên là Dương Thị Phương Trâm, sinh ngày 17 tháng 9 năm 2003. Trâm ha. Dạ, Phương Trâm. À, Trâm ơi, nếu mà em có xem được cái video này, chồng của em lặn lội từ Long An lên đây nhờ các anh em đội sĩ Nguyễn Thanh Hải Bình Dương để tìm kiếm em, thì làm ơn em hãy nhanh chóng liên hệ về với số điện thoại 0913785858 để đội sĩ Nguyễn Thanh Hải giúp em quay trở về đoàn tụ cùng với lại chồng cũng như con cùng với lại gia đình người thân. Nếu em có gặp một cái khó khăn hoặc khúc mắc gì đấy thì em cũng hãy quay về chia sẻ cùng với chồng, thì chồng của em sẽ là người cũng sẽ là người cùng với em giải quyết mọi khó khăn khúc mắc đấy. Thì anh mong rằng em hãy nghĩ tới chồng, nghĩ tới con của em thì còn rất là nhỏ, mới chỉ có 2 tuổi, đang rất là thương nhớ em ở nhà. Nên anh mong sao khi mà em xem được cái video này thì em hãy nhanh chóng quay trở về nhà đoàn tụ cùng với chồng để mà chăm con, xây dựng tương lai em nha. Thì anh còn điều gì để anh chia sẻ nào không ha? Anh có điều gì anh muốn gửi tới toàn thể quý cô chú anh chị, bà con cô bác cộng đồng mạng không? Dạ, em mong quý vị cô bác các bạn, nếu mà có tìm được vợ em hay là thấy ở đâu đó thì hãy báo về cho đội hiệp sĩ Thanh Hải. Qua số điện thoại 0913785858. Thưa quý cô chú anh chị, vừa rồi là toàn bộ câu chuyện của người chồng quê ở Long An lên Bình Dương đi nhờ đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải tìm vợ. Và nếu quý cô chú anh chị nào có thấy em Trâm như trong hình ở đâu thì làm ơn liên hệ về với số điện thoại của đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải, đó là 0913785858 để giúp cho em sớm quay trở về nhà đoàn tụ cùng với chồng để mà chăm con. Dạ, một lần nữa thì em cũng chân thành cảm ơn tất cả quý cô chú anh chị, bà con cô bác cộng đồng mạng rất là nhiều đã luôn đồng hành chung tay góp sức với đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải trong suốt quá trình thời gian qua. Dạ rồi anh trai, thì vụ việc của anh thì đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải đã ghi nhận, và toàn bộ câu chuyện từ đầu tới cuối anh chia sẻ có hoàn toàn đúng với sự thật không? Dạ có từ đầu câu chuyện đến giờ em chia sẻ là sẽ đúng sự thật, Nếu có gì sai trái em sẽ chịu trước pháp luật. anh sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật. Dạ Và hôm nay cái video này anh lên đây nhờ đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải ghi hình để dạ đăng tải lên khắp các trang mạng xã hội đúng không ạ? dạ Anh có đồng ý đăng không ạ? dạ có em đồng ý. Và cái video này sẽ không bao giờ gỡ, anh có đồng ý không ạ? Dạ em đồng ý là sẽ không gửi. Nếu có gì sai trái anh sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật nhé. Dạ Tại vì cái video này khi mà quay lên đăng tải lên các trang mạng xã hội sẽ là một cái video để mà cho rất nhiều các cặp đôi vợ chồng khác để mà họ xem vào, để họ nhìn nhận ra vấn đề Dạ anh nhá. Nên mà khi đội đăng lên là thứ nhất là giúp anh Dạ tìm vợ, cái thứ hai là một cái video để cho nhiều cô chú, nhiều cặp đôi, nhiều cặp vợ chồng khác xem để rút Dạ ra một cái bài học trong cuộc sống. Dạ Nên mà video này đội sẽ không bao giờ gỡ, anh có đồng ý không? Dạ, dạ em đồng ý. Đồng ý đăng tải lên khắp các trang mạng xã hội đúng không ạ? Dạ. Dạ rồi thì em cũng không biết nói gì hơn, thì chúc cho anh trong cái lúc này là phải thật nhiều sức khỏe để mà phụ giúp ông bà ngoại cũng như ông bà nội chăm sóc con của mình. Dạ. Tạm thời trong cái giai đoạn này thì anh gọi là gà trống nuôi con ha. Thì Dạ. mong anh cố gắng
gọi là chăm sóc con chu đáo cẩn thận anh nha. Dạ. Chúc cho anh sớm nhận được tin vui đó là vợ anh quay trở về Dạ. ha. Rồi chào anh nha. Dạ. Rồi.